Bạn là người mới và đang tìm kiếm phương pháp học đàn hiệu quả, vậy hãy để Minh Phụng Music chia sẻ cho bạn các tip hiệu quả nhé. Đầu tiên là kỹ thuật cơ bản, học các kỹ thuật ngón, tư thế ngồi và cách sử dụng bàn tay đúng cách. Tiếp theo là lý thuyết âm nhạc, học về các ký hiệu nhạc, nhịp điệu, hòa âm và các yếu tố cơ bản khác của âm nhạc. Kế tiếp là thực hành, chơi các tác phẩm cổ điển từ các nhạc sản nhạc nổi tiếng như Beethoven và Mozart. Cuối cùng là tham khảo các ứng dụng học piano và khóa học trực tuyến để có cơ hội tương tác và các bài tập thực hành. Và hôm nay hãy cùng team Minh Phụng Music bàn giao cái đàn Gusman K1 Bluetooth về cho em trai mê âm nhạc ở chung cư Oriental tại Tân Bình. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video nhé. Và team đang trên đường theo xe đến chung cư. Xe đã đến nơi và từ từ lùi vào sảnh để tiện cho việc đưa đàn xuống cùng lên nhà khách và lắc đàn với mình nhé. Vì sao thương hiệu Gusman luôn được khách hàng tin tưởng? Hãy đến với các lý do sau đây. Thứ nhất, cam kết đảm bảo hàng chính hãng, chất lượng và mới 100%. Thứ hai, độ bền sản phẩm được đánh giá rất tốt, nhiều khách hàng đã sử dụng đàn lên đến 7 năm. Thứ ba, âm thanh được kiểm định nghiêm ngặt qua các khâu sản xuất, được các chuyên gia lĩnh vực âm nhạc hàng đầu kiểm định. Thứ tư, thiết kế theo trải nghiệm người dùng, bắt kịp xu hướng hiện đại, không sợ lỗi thời. Cùng là đầy đủ các linh kiện sửa chữa cho bất kỳ model nào của Gusman. Khi phát sinh lỗi, đàn đã được team lắp xong, nhìn phát là biết đây là phong cách của châu Âu. Vì ngoại hình quá sang trọng và cổ điển, giá sách nhạc thiết kế to để sách nhạc hoặc iPad cùng logo Gusman màu trắng làm điểm nhấn đầy nổi bật. Ba pedal màu bạc đầy châu chuốt. Còn chức năng ấn tượng trên Gusman K1 Bluetooth là gì? Cùng mình tìm hiểu nhé. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Đàn còn được trang bị 2 cổng vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp phải dùng. Cổng USB kết nối máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và các dữ liệu kỹ thuật số khác. Ngoài ra, KS1 sở hữu nhiều chức năng hiện đại như metronome đếm nhịp, Trinova chia bàn phím, Transpo tăng giảm tông và đặc biệt tất cả các chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đang trang bị đầy đủ 3 pedal, setting noodle và shop điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của bài nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W được đặt dưới thân đàn. Khi mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Đây là lúc ba của em tiến hành bóc siêu. Đầu tiên là siêu đàn, tiếp theo là siêu phím. Sau khi được bạn nhân viên hướng dẫn và tư vấn tận tình, em đang tập những nốt nhạc đầu tiên trên đàn Gusman K1 Bluetooth bằng app Perfect Piano một cách dễ dàng thông qua Bluetooth MIDI. Vậy là buổi bàn giao cây đàn piano điện KS1 Bluetooth đến với khách hàng tại Tân Bình đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé các hệ thống showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.